Tiếp tục kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Dự họp có các đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Thị Thanh Trà, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ tọa kỳ họp. Ban nắm vấn đề được các đại biểu chất vấn tại kỳ họp về công tác quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh, công tác quản lý, sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Về công tác quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh, đại biểu nêu vấn đề, toàn tỉnh có hơn 400 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thì có tới 40% số công trình không hoạt động, 1/4 số công trình hoạt động kém bền vững. Hầu hết các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn thu không đủ chi phí cho công tác quản lý, vận hành, khai thác công trình. Chỉ có 136 công trình hoạt động bình thường và có 266 công trình hoạt động kém bền vững và không hoạt động. Việc phân cấp quản lý từ xã đến thôn kém hiệu quả, không có quy chế ban quản lý, không có quy chế làm việc, nhiều công trình không được duy tu bảo dưỡng kịp thời sửa chữa. Đề nghị Ủy ban các huyện, thành phố là có phương án quản lý phục vụ, phục hồi cải tạo sửa chữa nâng cấp đối với các công trình hoạt động kém hiệu quả từ nội lực của đơn vị để đưa công trình hoạt động khai thác hiệu quả. Trường hợp có khó khăn về kinh phí thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí, lồng ghép các chương trình dự án để đầu tư nâng cấp sửa chữa đảm bảo duy trì hoạt động hiệu quả các công trình, tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trên địa bàn, bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung, đóng góp tiền sử dụng nước theo quy định, tổ chức ra soát, củng cố kiện toàn các đơn vị quản lý khai thác để quản lý có hiệu quả các công trình thực hiện trên địa bàn. Về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh, đại biểu Trần Văn Tú, tổ đại biểu huyện Chiêm Hóa nêu vấn đề, Ủy ban nhân dân các xã còn lúng túng trong việc sử dụng kinh phí được cấp, không thống nhất, còn chưa chặt chẽ, dẫn đến việc sử dụng quỹ dịch vụ môi trường rừng còn kém hiệu quả. Điều này thuộc trách nhiệm của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc để đơn vị trực thuộc là Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh chưa thực hiện đầy đủ chức năng, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh và biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Chúng tôi cũng có văn bản gửi Sở Tư pháp xin ý kiến về cái việc hướng dẫn này. Nhưng Nghị định 156 đã chỉ rất rõ, rất cụ thể mà không phân cấp cho tỉnh hoặc ngành hướng dẫn các cái nội dung chi này. Cho nên chúng tôi không thể nói rằng là hướng dẫn được các nội dung này. Về theo quy định trên thì Ủy ban cấp xã phải chịu trách nhiệm về cái việc mà xây dựng phương án và thực hiện các cái chi trả này. Sở Nông nghiệp Phát triển thôn sẽ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra đôn đốc hướng dẫn xét duyệt các cái báo cáo quyết toán kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng của các quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh, quỹ quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đảm bảo đúng quy định. Đồng thời kiểm tra đôn đốc hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức khác được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn tỉnh thực hiện cái quản lý sử dụng tiền dịch vụ chi trả dịch vụ môi trường đảm bảo theo đúng các cái hướng dẫn. Đại biểu Trần Giang Nam, tổ đại biểu huyện Sơn Dương nêu vấn đề. Diện tích đất được giao khoán của các công ty nông lâm nghiệp hiện còn hạn chế, việc sử dụng đất không đúng mục đích. Qua giám sát và phản ánh của cử tri cũng nhân dân trên địa bàn cho thấy thì hiện nay cái diện tích đất nông nghiệp được giao khoán này thì sử dụng sai mục đích rất nhiều. Diện tích đất trồng cây hàng năm thì được chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản. Diện tích đất trồng cây lâu năm thì được chuyển đổi sang làm lán trại, làm nhà. Và hợp đồng giao khoán của một số hộ gia đình thì được chuyển nhượng và không được sự đồng tình, đồng ý của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền. Tôi cũng đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường cho biết cái trách nhiệm của ngành cũng như giải pháp giải quyết những tồn tại hạn chế trong thời gian tới như thế nào. Về nội dung này thì là Sở Tài nguyên Môi trường góc độ tham mưu về công tác quản lý nhà nước về đất đai sẽ tiếp tục tham mưu với Ủy ban nhân tỉnh đối với là 8 cái đơn vị mà đã cổ phần hóa thuộc tỉnh và 4 cái đơn vị trung ương. Thì thứ nhất đối với 48 đơn vị thuộc tỉnh thì tiếp tục đề nghị rà soát
đưa ra khỏi cái phương án và cái diện tích quản lý của đơn vị những cái diện tích đất mà đơn vị sử dụng không hiệu quả, hoặc những diện tích đất đã có hộ gia đình cá nhân đang quản lý sử dụng rồi. Còn bốn cái đơn vị trung ương thì sở sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh có văn bản đề nghị với Bộ Công Thương, chỉ đạo Tổng Công ty Giấy Việt Nam là sớm phê duyệt cái phương án sắp xếp đổi mới nông lâm trường để bàn giao toàn bộ diện tích đất mà các hộ gia đình cá nhân đang quản lý sử dụng về cho địa phương quản lý. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang đã tiếp thu, trả lời chất vấn của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trên cả ba nhóm vấn đề được chất vấn thuộc lĩnh vực ngành phụ trách. Để sửa chữa, cải tạo các công trình nước sạch nông thôn đã bị hư hỏng, xuống cấp nhưng có khả năng cải tạo, sửa chữa, tránh gây thất thoát lãng phí nguồn lực đã đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét bổ sung danh mục sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang và hàng năm bố trí kinh phí để triển khai thực hiện dự kiến sửa chữa 79 công trình với tổng kinh phí khoảng 79 tỷ đồng. Về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Ủy ban nhân dân các xã được hưởng chính sách còn lúng túng trong việc quản lý và sử dụng kinh phí được cấp, dẫn đến tiến độ thực hiện năm 2022 chậm, mới đạt hơn 20% kế hoạch. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo và giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện phối hợp xây dựng phương án phù hợp, đảm bảo chặt chẽ, đúng luật, đảm bảo quyền lợi đối với địa phương, người trồng rừng. Về việc quản lý sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, đôn đốc các công ty nông lâm nghiệp ra soát lập lại phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo quy định. Hoàn thành đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông lâm trường quốc doanh do các công ty nông lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại. Xây dựng kế hoạch hàng năm để tổ chức thanh tra kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai tại các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.